Hành các thánh, ngày 14 tháng 2, Thánh Valentine, năm 269. Người ta nghĩ rằng Thánh Valentine đã từng là linh mục ở Roma cũng như là một y sĩ. Vì không chịu từ bỏ đức tin, ngài được tử đạo vào ngày 14 tháng 2. Chúng ta không biết gì nhiều về ngài, nhưng ngay vào khoảng năm 350, một nhà thờ đã được xây cất nơi ngài tử đạo. Truyền thuyết nói rằng ngài là một linh mục thánh thiện đã cùng với Thánh Marius giúp đỡ các vị tử đạo trong thời Claudius II ngài bị bắt và bị gửi cho Tổng trấn Roma xét xử. Sau khi dụ dỗ mọi cách nhưng đều vô hiệu, quan Tổng trấn đã ra lệnh cho lính dùng gậy đánh đập ngài, sau đó đưa đi chém đầu vào ngày 14 tháng 2, khoảng năm 269. Người ta nói rằng Đức Giáo Hoàng Julius I đã cho xây một nhà thờ gần Pontemo để kính nhớ ngài. Nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc việc cử hành ngày Valentine một số cho rằng người Roma có một tập tục vào giữa tháng 2, trong ngày ấy các con trai tô điểm tên các cô con gái để tỏ lòng tôn kính nữ thần dâm dục là Februta Juno. Các tu sĩ thời ấy muốn dẹp bỏ tập tục này nên đã thay thế bằng tên các thánh tỷ như thánh Valentine. Một số khác cho rằng thói quen gửi thiệp Valentine vào ngày 14 tháng 2 là vì người tin tin rằng các con chim bắt đầu sống thành cặp vào ngày này là ngày thánh Valentine bị chém đầu dường như chắc chắn hơn cả là vào năm 1477, người Anh thường liên kết các đôi uyên ương với ngày lễ thánh Valentine vì vào ngày này, 14 tháng 2. Mọi chim được đi tìm chim mái. Tục lệ này trở thành thói quen cho các đôi trai gái viết thư tình cho nhau vào ngày Valentine. Và ngày nay, các cánh thiệp, quà cắp và thư từ trao cho nhau là một phần của việc cử hành ngày Valentine.